Hello, chào các bạn. Mọi người ăn gì chưa? Sáng giờ người chưa ăn gì hết. Nên giờ lên đây tranh thủ nói chuyện với mọi người một chút. Nếu một lát còn đi làm, cặp đã rớt bắp. Chào mọi người nha. Lâu rồi cũng không có livestream, cho nên bữa nay lên đây nói chuyện một tí. Dĩ nhiên mỗi lần mà nghĩ lên livestream là sẽ có một số điều để chia sẻ cùng với mọi người. Chào chào chú Nghĩa, hai chào chú. Trời ơi, toàn là chào chú không hả? Nghe cảm giác mình già dữ lắm. Ok, không sao hết. Chào các bạn. Thôi, đợi chút xíu đi. Đang ăn trái bắp nha. Chú Đại Nghĩa đẹp trai quá. Cảm ơn mọi người nha. Hôm nay có một số chuyện muốn chia sẻ với mọi người. Cái điều gần nhất là ngày hôm qua Nghĩa có post lên một số tấm hình Nghĩa đang trong phòng thu. Nghĩa thu cái cuốn sách Khổ răng mà khổ rứa của sư Giác Minh Luật á. Cái cuốn này nè, để lấy cho các bạn coi. Đây. Đây là một cuốn truyện gồm rất là nhiều truyện ngắn, một số truyện ngắn của sư Giác Minh Luật viết. Rất là hay. Những cái chuyện về đời có, về đạo có, nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng, nó tự nhiên, bởi vì đó là những cái câu chuyện thật mà sư đã gặp gỡ. Những người đó là những người mà sư đã từng có dịp tiếp xúc, cho nên là sư viết những câu chuyện nó rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Thì Nghĩa đang đọc cuốn sách này để thu voice, sau đó sẽ in ra đĩa để tặng cho mọi người, chứ không có bán nha. Bởi vì hôm qua đây thấy có nhiều bạn hỏi mua, nhưng mà Nghĩa xin nói là bản thân cái cuốn sách này bên ngoài nhà sách cũng không có nữa. Cuốn sách này thì là sư phát tâm tặng cho mọi người, nhưng mà hình như bây giờ cũng đã hết rồi. Vì vậy thì Nghĩa sẽ đọc voi phát hành đĩa, gọi là phát hành thì không phải, nhưng mà là gửi tặng đĩa cho tất cả các bạn. Rồi nếu như bạn nào ở xa mà không có cơ hội nhận được đĩa đó, thì có thể lên mạng và nghe. Chắc chắn là Nghĩa cũng sẽ post lên mạng cho mọi người cùng nghe luôn. Chiều nay Nghĩa sẽ tiếp tục đi thu cuốn sách này nữa nha. Đó là cái việc đầu tiên mà muốn chia sẻ với các bạn. Và nếu như các bạn nào muốn đăng ký, các bạn có thể qua Facebook của sư Giác Minh Luật nha. Nghĩa có tag tên bên trong á, sư Giác Minh Luật, thì qua đó có thể liên hệ trực tiếp với sư, để lại số điện thoại, để lại địa chỉ. Thì sau khi mà Nghĩa làm đĩa xong, Nghĩa sẽ gửi cho sư và sư sẽ gửi tặng đến cho tất cả mọi người nha. Cái đĩa này thì Nghĩa sẽ đọc cùng với chị Mỹ Hạnh. Những truyện ngắn rất là hay. Hôm qua Nghĩa đọc được một số rồi. Đây, coi các bạn hỏi gì đây. Chào thần tượng của mình, cảm ơn. Chào các bạn nào. Đây, một số bạn vô sau chào mình thì mình xin được phép chào chung lại nha, chứ giờ nghĩ gọi tên từng người hay nghĩ chào từng người thì rất là mất thời gian. Sao bữa nay anh Đại Nghĩa không chạy show? Không, hôm nay anh được không có phải đi quay, nhưng mà hôm nay thì anh sẽ phải đi thu tiếp tục cho cái cuốn sách này Khổ răng mà khổ rứa của sư Giác Minh Luật. Nhiều người hỏi quá, thành ra là phải tranh thủ đọc cho nhanh để mà còn phát hành ra tặng mọi người nữa chứ. Vậy anh chào em được chưa? Đầu tuần vui vẻ nhé anh. Chào anh, em rất là quý anh, Nghĩa lúc nào cũng xem chương trình của anh, cảm ơn em rất là nhiều nha. Thông báo cho các bạn một tin cũng vui vui, các bạn còn nhớ chương trình Vừng ơi mở cửa không? Chương trình Vừng ơi mở cửa mà mùa đầu tiên Đại Nghĩa làm chung với Diệu Nhi đó. Cái chương trình mà ở trên đây thì Nghĩa đặt câu hỏi cho các bạn trả lời, ở bên dưới sẽ có người bạn cùng chơi. Cánh cửa phòng mở ra chạy vô gom quà đó. Diệu Nhi đứng ở cái cửa dưới đó, chạy vô gom quà rồi chạy ra trong khoảng thời gian quy định. Nếu như mà chạy ra trễ là cái cửa nó đóng sập lại luôn á, các bạn nhớ không? Đó là chương trình Vừng ơi mở cửa, cái hồi mùa 1 phát sóng á, nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như là yêu thích của các bạn. Nhưng mà rồi sau đó chương trình phát sóng được đến tập 26 là hết mùa 1.
thì ngưng ngưng hình như đâu cũng được 1 năm, thì năm nay Vườn Ơi Mở Cửa sẽ quay trở lại nha. Bạn nào đã từng xem Vườn Ơi Mở Cửa hoặc chưa xem thì bây giờ cứ lên YouTube search lại chương trình ta coi đi, rất là hay, rất là vui. Thì năm nay Nghĩa sẽ cùng với Diệu Nhi tiếp tục tái hợp với nhau, một lần nữa tái hợp cùng nhau trong cái chương trình này Vườn Ơi Mở Cửa, mời các bạn theo dõi nha. Sắp quay rồi, trong tháng này nè, ngày mười mấy tây này là bắt đầu quay chương trình đó rồi. Bao giờ chú post lên mạng? Thì bây giờ chú thu xong cái đã rồi chú mới post lên mạng được. Thu xong rồi mình còn chỉnh sửa âm thanh, mình lồng nhạc vô, rồi sau đó rồi mình in ra đĩa nữa, in ra đĩa để mình gửi tặng các nơi. Bởi vì có những cái người lớn tuổi thì nhiều khi họ không có biết sử dụng internet, họ không có biết lên mạng, thì mình sẽ gửi những cái đĩa CD đó, họ về họ bỏ vô đầu đĩa ở nhà họ nghe đó, nghe những câu chuyện về đạo, về đời rất là hay, rất là ý nghĩa. Còn với những bạn trẻ, đặc biệt là những ai ở xa thì mình khó có cơ hội nhận được đĩa, thì mình có thể mình lên trên mạng, mình download xuống mình nghe nha. Thì Nghĩa sẽ post lên mạng luôn mà, cho nên các bạn ở xa các bạn cứ yên tâm và bảo đảm với các bạn luôn, hay nha. Những câu chuyện rất là hay, câu chuyện ngắn thôi chứ không phải là những câu chuyện dài đâu. Cho nên là chúng ta nếu như mà ai mà chưa có thói quen nghe và đọc á, thì chúng ta cũng sẽ không có bị cảm giác là làm biếng khi mình tiếp xúc với một cái câu chuyện nó quá dài. Rồi, đó là những việc đầu tiên mà Nghĩa muốn chia sẻ với các bạn trong buổi sáng hôm nay. Có mùa hai hả Nghĩa, cũng là Diệu Nhi tung Nghĩa hả? Đúng rồi Tracy, Nghĩa và Diệu Nhi sẽ tiếp tục làm, con sẽ ủng hộ chú, cảm ơn con. Chúc anh Đại Nghĩa với chị Diệu Nhi thành công nha. Cảm ơn em. Làm sao để coi quay hình trực tiếp? Cái chương trình này thì không có khán giả, chương trình Vườn Ơi Mở Cửa thì quay hình không có khán giả. Thì nếu như các bạn đã xem qua rồi, các bạn sẽ thấy trong khung hình không hề có khán giả, bởi vì xây hết nguyên một cái phòng để quà rất là lớn, là đã hết nguyên cái phim trường rồi, cho nên nó không có cái vị trí dành cho khán giả nha. Thành ra thôi, bạn nào thích chương trình thì cứ chờ chương trình phát sóng đi rồi xem. Ok, tôi coi tiếp đây. Anh Nghĩa đang học hả? Anh không, anh đang ở nhà đây. Tại vì hôm nay có một số chuyện muốn chia sẻ với mọi người. Bây giờ đâu cần ra dĩa nữa anh Nghĩa. Ừ thì em không cần ra dĩa, nhưng mà có rất nhiều người họ không biết internet thì họ cần phải có dĩa để nghe em ơi. Mô Phật em chào anh Đại Nghĩa, cho em một cái anh ơi. Rồi thì Nghĩa sẽ gửi tặng cho các bạn, mà chắc Nghĩa in ra số lượng cũng cả ngàn đó, in ra số lượng cũng cả ngàn, cho nên là các bạn cứ yên tâm là ai cũng sẽ có phần nha. Thì cái vấn đề là mình sẽ phải nhận như thế nào, nhận ở đâu thôi. Thì có thể tốt nhất là các bạn liên hệ qua Facebook của sư Giác Minh Luật ha. À, Nghĩa có tag tên trong đó đó, sư Giác Minh Luật, thì các bạn qua inbox cho sư hoặc là comment vô cho sư để lưu ghi lại địa chỉ hoặc số điện thoại của mình. Này, chào các bạn, đến sau khi nào có giọng ái giọng ai nữa lại, thì cái đó là trong năm nay sẽ quay hình tiếp, nhưng mà chừng nào nó phát sóng thì Nghĩa chưa biết. Anh Nghĩa ơi, anh trẻ đẹp quá. Cảm ơn em. Ok em, cái gì đây, 7 9 8 10, nhìn chú hài quá. Ôi chú đóng cái vai không dám nhìn luôn. Ok. Rồi bây giờ sẽ có một cái việc nữa muốn chia sẻ với các bạn ngay đây, để mất công rồi mình lại quên. Sáng nay có nhận được tin tức của một người bạn, cũng làm trong ngành báo chí thôi, cũng ngành trong nghệ thuật với nhau, cũng quen biết cũng thân. Thì người bạn của Nghĩa có chia sẻ về một ngôi chùa ở dưới An Giang. Bạn nào ở dưới An Giang, Châu Đốc, Hưng Châu Tự, các bạn có biết không? Hưng Châu Tự. Bạn nào ở dưới An Giang, Châu Đốc thì chắc có lẽ các bạn sẽ biết ngôi chùa này. Có lẽ đây là một cái ngôi chùa nhỏ thôi ở Châu Đốc. Thì đây là cái ngôi chùa mà tu theo tịnh độ, và ở đây á, là các lương y chữa bệnh cho bệnh nhân miễn phí, hoàn toàn miễn phí, không lấy tiền, thì chữa bằng phương pháp đông y thôi, với thuốc nam thôi. Nhưng mà đã chữa đến nay đã được là mấy mươi năm rồi, 40 60 năm gì rồi. Cho nên đây là một cái cơ sở, gần như là một cái cơ sở từ thiện, một cơ sở tu học cũng như là một cái cơ sở từ thiện ở khu vực này. Ở đây là gì, thị nội Châu Đốc đây, Hưng Châu Tự, thị nội Châu Đốc. Bạn nào biết địa điểm này, có bạn nào ở gần đây không? Bạn này biết nè, Khởi My nè,
Dạ biết nè. Còn bạn nào biết ở đây nữa? Hưng Châu Tự ở Châu Đốc nha. Để khoan nghĩ coi coi các bạn nào biết ở đây không thì mình nói chuyện nó sẽ dễ. Em biết chùa ấy nghèo lắm anh Nghĩa. Kim Thủy nè, đúng rồi. Em ơi, đây là một ngôi chùa nghèo nhưng mà ở đây lại là một cái cơ sở chữa bệnh từ thiện cho rất là nhiều người nhé. Cho nên là sáng nay đây nè, cũng có một số bạn biết nữa nè. Bạn nào mà biết ở đây ha thì các bạn có thể đến đây, Hưng Châu Tự ở thị nội Châu Đốc. Ở đây là một cái ngôi chùa nhỏ nghèo thôi nhưng mà đây là một cái cơ sở khám chữa bệnh miễn phí, khám chữa bệnh từ thiện cho rất nhiều bệnh nhân trong suốt mấy mươi năm qua. Thì những lương y ở đây á thì đa số là giống như là cha truyền con nối, truyền thống gia đình từ trước tới giờ là những người đi trước, ông bà cha mẹ làm nghề thuốc, sau đó dạy lại cho con cháu của mình. Cho nên những lương y ở đây hành nghề nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình, nhưng mà để gọi là có một cái bằng cấp nó đúng á, nó bài bản á thì lại không có. Thì đó chính là một cái điều gây cản trở và gây khó khăn cho những người làm nghề thuốc ở trong cái ngôi chùa nhỏ này. Và vì vậy, với sự vận động, sự chia sẻ từ một người bạn làm trong ngành truyền thông, làm trong ngành báo chí của Đại Nghĩa, thì người bạn ấy mới nhờ Đại Nghĩa có thể là giúp cho ba vị lương y ở trong ngôi chùa này có thể đi học trung cấp, giống như là trung cấp để có một cái bằng á, để có thể về đây tiếp tục làm cái công việc bốc thuốc, hốt thuốc, chữa bệnh cho bà con nghèo miễn phí. Thì mỗi một người đi học như vậy á, trong một vòng 2 năm, một cái bằng trung cấp như vậy học trong vòng 2 năm với cái số tiền học phí là 24 triệu đồng cho một người, thì đây cũng là một cái số tiền lớn không hề nhỏ, đặc biệt là với những cái người làm công tác từ thiện ở Hưng Châu Tự này. Đây các bạn, đây mình có mang một số hình ảnh đây. Đây là cái bảng thông báo của chùa, rồi đây là hình ảnh của các vị lương y đó đang chữa bệnh cho bà con nghèo, đang bốc thuốc cho bà con nghèo ha. Thì với 24 triệu cho một người học trong vòng 2 năm là một số tiền rất là lớn. Nhưng mà nếu như bây giờ mà họ không có một cái bằng cấp được công nhận đàng hoàng thì sẽ không được tiếp tục hành nghề, sẽ phải bị đóng cửa. Mà các bạn nghĩ xem, nếu như một cái cơ sở chữa bệnh từ thiện mà bị đóng cửa thì sẽ có rất nhiều bà con nghèo không biết nương tựa vào đâu. Bởi vì nếu như các bạn là những người có thu nhập tốt, các bạn có dư giả, thì cái việc mà các bạn ra ngoài tiệm thuốc tây hay các bạn đi vào trong một cái bệnh viện nào đó khám chữa bệnh là một cái điều nó hết sức là đơn giản. Nhưng mà có những hộ gia đình, những người họ nghèo tới cái mức là họ không có đủ tiền để mua bảo hiểm, để được cầm một cái sổ bảo hiểm vào trong bệnh viện, họ không có dư tiền để mà mua thuốc uống, thì chính những cái cơ sở từ thiện như thế này và những cơ sở từ thiện uy tín nha các bạn, ở đây Đại Nghĩa không muốn nói đến những cái cơ sở mà trá hình hay những lang băm. Ở đây Đại Nghĩa nói đến một cái cơ sở từ thiện uy tín, rồi một cái cơ sở từ thiện đã lâu năm được nhiều người công nhận. Cho nên là chúng ta có quyền tin, có quyền đặt niềm tin của mình vào những người đang hành nghề bốc thuốc tại đây suốt mấy chục năm qua, mà chẳng qua là bởi vì họ không có vô trường lớp học đàng hoàng để có cái bằng cấp, mà họ được cha truyền con nối vậy thôi. Cho nên là khi mà nhận được cái tin là muốn hộ chùa đang vận động để hỗ trợ cho những lương y này đi học á, thì sáng nay Nghĩa vừa mới chuyển từ tài khoản An Vui của mình số tiền là 15 triệu đồng. 15 triệu đồng Nghĩa chuyển cho người bạn của Nghĩa để người bạn của Nghĩa mang xuống tận nơi trao lại cho chùa. Đáng lý ra là Nghĩa sẽ xuống tận nơi luôn để mình giống như là mình có mặt tại đó, mình đóng góp tại đó, mình sẽ gây một cái hiệu ứng tích cực cho những người dân xung quanh hoặc là những người từ xa khi mà thấy hình ảnh mình đến tận nơi như vậy. Nhưng mà rất tiếc là trong cái tháng 3 này Nghĩa hoàn toàn kín lịch, Nghĩa quá bận rộn đi. Ban đầu thì Nghĩa thấy ngày 12 tháng 3 là Nghĩa tưởng là mình sẽ đi được, nhưng mà không ngờ là ngày 12 tháng 3 Nghĩa là phải kẹt xuống dưới Sóc Trăng để trao tặng một căn nhà an bình, cho nên là cũng chưa sắp được cái ngày để xuống An Giang, cho nên là Nghĩa đã phải chuyển tiền cho bạn của mình để nhờ bạn của mình mang đến đây Hưng Châu Tự. Thì cái điều này Nghĩa chia sẻ với các bạn, thứ nhất là Nghĩa muốn chia sẻ cho những mạnh thường quân, những người đã đóng góp ủng hộ cho tài khoản An Vui trong thời gian vừa qua về cái công việc mà mình đã làm trong sáng ngày hôm nay, đó là Nghĩa được gửi đi 15 triệu đồng đến cho ba lương y đi học, tức là mình góp vào cho mỗi lương y là 5 triệu đó. Thay vì
Tất cả là 24 triệu cho một người học trong 2 năm. Thì với cái khả năng của mình, với cái phạm vi của tài khoản An Vui của mình thôi, thì mình hỗ trợ cho mỗi vị là 5 triệu, coi như là 15 triệu đã như vừa chuyển đi sáng nay. Còn bạn nào ở cái khu vực gần đây, Hưng Châu Tự ở thị nội Châu Đốc nè, các bạn có thể đến trực tiếp để mà giúp đỡ, để mà ủng hộ cho chùa. Bởi vì chùa như các bạn hồi nãy có nói đó, đây là một ngôi chùa nghèo. Đây, để nghe xem tiếp coi có bạn nào. Sao những điều quan trọng là một đệ tử của sư phụ chân quan sư thật tuyệt vời, chúc mừng đại nghĩa. Con chào chú đại nghĩa. Khoan đến xem coi có bạn nào đặt câu hỏi hay có những cái gì liên quan đến cái điều mà nghĩa vừa chia sẻ hay không nha. Chú đại nghĩa trợ đại học từ xa nhé. Đó là cái việc mà nghĩa vẫn sẽ và tiếp tục làm. Nghĩa ơi, chị muốn đóng góp 2 triệu. Dạ, được quá chị ơi. Chị Thái Kim phải không ạ? Cúc, à Thái Kim Cúc. Chị muốn góp cho cái việc này hay sao ạ? Chị muốn góp cho ngôi chùa này hay sao ạ? Nếu mà có thì để em đọc lên cái số điện thoại này, chị liên hệ trực tiếp với Lương Y ở đây. Rồi sau đó mình sẽ có cách mình chuyển xuống dưới đó. Còn sáng nay thì em đã đại diện tài khoản An Vui, em chuyển đi 2 triệu 15 triệu rồi. Dạ. Đúng, anh họ không có bằng cấp thì sẽ bị đóng cửa, người nghèo sẽ rất ốm. Đó là cái điều mà anh Quang đang rất là trăn trở và quan tâm. Đó, cho nên là các bạn nào mà ở gần khu vực này ấy, thì các bạn có thể đến trực tiếp giúp đỡ và ủng hộ nha. Ngày mới vui vẻ an lạc rồi, cảm ơn. Hôm qua mới đi Châu Đốc. Ok, chương trình từ thiện rồi. Ở đây là bây giờ nghe đọc cái số điện thoại này, đây là Lương Y Tuyết Hồng, là người đang trực tiếp làm việc tại tại Hưng Châu Tự ở đây. 0919 156387. Các bạn ghi nhớ giùm Nghĩa nha. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Lương Y Tuyết Hồng nè, 0919 156387. Xin được phép nhắc lại nha, nhắc lại lần nữa, nhắc nào thuộc thôi. 0919 156387. Đây là số điện thoại của Lương Y Tuyết Hồng, và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Lương Y Tuyết Hồng để mà đóng góp, để mà ủng hộ. Và nếu như bạn nào ở ngay khu vực này thì một lần nữa xin các bạn hãy dành chút thời gian để đến đây, đến trực tiếp Hưng Châu Tự, để các bạn có thể tìm hiểu, cũng như là các bạn có một cái sự đóng góp nó trực tiếp cụ thể cho nhà chùa luôn, và không cần phải thông qua Nghĩa nữa, bởi vì tài khoản An Vui của chúng ta xem như hôm nay đã làm xong cái việc này, đó là hỗ trợ cho ba vị Lương Y ở đây đi học, mỗi vị là 5 triệu đồng, dị chi tất cả là 15 triệu nha. Rồi bây giờ những ai muốn đóng góp còn lại thì xin các bạn cứ liên hệ với Lương Y Tuyết Hồng với số điện thoại mà Đại Nghĩa vừa đọc và xin được đọc lại. Với số điện thoại mà Đại Nghĩa vừa đọc và xin được đọc lại. 0919 156387. Đó là số của Lương Y Tuyết Hồng các bạn nha. 0919 156387, đúng đó chị ơi. Chị Cúc. Dạ, chị có thể liên hệ trực tiếp với cô Tuyết Hồng để chị hỏi coi là mình đóng góp như thế nào, bởi vì em nghĩ đây là một cái điều rất là cần thiết. Cái thứ nhất là mình giúp cho ba vị lương y ở đó có một cái gọi là một cái bằng cấp nó được công nhận, coi như là một cái tấm thẻ hành nghề của mình đó. Mặc dù thì họ đã hành nghề rất là nhiều năm rồi, bằng kinh nghiệm gia đình cha truyền con nối, sư phụ dạy lại vân vân, nhưng mà làm gì thì làm, nói gì thì nói, chúng ta cũng phải tuân thủ theo cái quy định của pháp luật. Đôi khi mình phải tuân thủ theo những cái điều đó, mặc dù nó có thể nó hơi cứng nhắc một chút, bởi vì có những gia đình người ta làm nghề thuốc bao nhiêu đời thì người ta không cần một cái bằng cấp nào cả, nhưng mà nói gì thì nói mình cũng phải tuân thủ thôi. Vì vậy mình phải giúp cho những vị lương y ở đó có được một cái tấm thẻ hành nghề được công nhận. Mà sau đó là còn rất nhiều những người bệnh nữa. Nếu như chúng ta giúp được cho ba người này thì đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng đã giúp cho rất nhiều những bệnh nhân nghèo khác. Họ có thể họ tìm đến đây, họ làm tìm đến cái nơi mà có thể cấp thuốc miễn phí cho họ, khám bệnh miễn phí cho họ. Chứ nếu mà không có những cái cơ sở từ thiện như thế này thì đúng là có rất nhiều những người nghèo phải lâm vào những tình cảnh khó khăn khốn đốn. Dạ, em cảm ơn chị Cúc nhiều nha. Chị liên hệ với chị cô Lương Y Tuyết Hồng giùm em. Chào anh, đề nghị em ở nước ngoài, em muốn đóng góp về để giúp hỗ trợ thì chuyển bằng cách nào?
Ê cha, bạn này Châu Lý đây. Anh không biết nữa, cái số điện thoại mà anh vừa mới đọc đó của cô Tuyết Hồng đó, em có thể em liên hệ trực tiếp với cô xem sao. Anh nghĩ là có dịch vụ chuyển tiền từ nước ngoài về xuống dưới đó mà. Thì em cứ liên hệ hỏi cô thử xem có cái cách chuyển tiền như thế nào nha. Còn nếu như mà vẫn không có cách để chuyển tiền từ nước ngoài về đến cái địa chỉ ở dưới đó của cô Tuyết Hồng, của chùa Hưng Châu á, thì lúc đó hãy liên hệ lại với anh, inbox cho anh nha. Thì để anh với em cùng tìm cách tính tiếp coi mình làm cách nào để mình có thể giúp đỡ được mọi người nha. Con cũng muốn hỗ trợ một phần nhỏ của mình. Thì con gọi điện cho cô Hồng đi. Trung Hoàng nè, hỗ trợ của mình cho các cô chú đó à, mỗi người 2 triệu là 6 triệu. Wow, quá tuyệt vời Trung Hoàng. Cảm ơn con rất là nhiều. Không biết con bao nhiêu tuổi, nhưng mà tại vì nếu nhỏ quá, nếu con còn là con nít đi học sinh thì thì cái số tiền này là quá lớn với con. Nhưng mà như thế nào cũng được, cũng quý cũng tốt cả. Có tấm lòng đã là một điều đáng quý, đáng trân trọng rồi. Thì bây giờ một lần nữa chú Nghĩa nhắc lại là con hãy liên hệ với cô Tuyết Hồng nhé. Cái số điện thoại mà nãy chú đọc á đó, thì con liên hệ với cô để con hỏi coi bằng cách nào con có thể con chuyển tiền được cho cô để giúp cho các vị lương y đi học nha. Chú Nghĩa đọc lại cho con nghe nè. Cô Tuyết Hồng 0919156387, nhớ nha, 0919156387. Đúng rồi, đúng số điện thoại này rồi. Thanh Như nè. Mộ chú lắm. Đúng rồi, số điện thoại này nha các bạn. Nếu như các bạn mà gọi điện không được, tại vì nhiều khi có lẽ là do nhiều người gọi cùng một lúc, thì các bạn có thể để lại tin nhắn cho cô. Nghĩ tin chắc là cô sẽ liên hệ lại với các bạn nha. Anh nghĩ ngoài đời cũng đẹp quá. Ha ha ha, cảm ơn em. Nghe câu này tươi cả buổi sáng. Cảm ơn Nghĩa. Anh gì đây? Anh tranh của anh Nghĩa đẹp quá. À, bức tranh sau lưng này nữa hả? Bức tranh này thì đã có người mua rồi. Thỉnh rồi, đây là bức tranh Quan Âm mà Nghĩa vẽ cũng lâu rồi, nhưng mà cũng đã có người đặt hàng trả tiền xong hết rồi. Em chào anh Nghĩa thần tượng của em. Cảm ơn em. Chào Nghĩa đẹp trai việc làm của chuyện. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Đó là cái việc tiếp theo mà Đại Nghĩa muốn chia sẻ với các bạn, nhưng chưa hết. Còn việc nữa, nhưng mà hỏi thì các bạn nè, khi mà mỗi lần mà Nghĩa livestream á, thì các bạn cũng thấy là đa số là Nghĩa nói về những cái vấn đề từ thiện thôi. Đó, chứ ít khi nào mà nói nhiều những cái chuyện khác. Hoặc là cũng không có hát hò nhảy múa tưng bừng gì cho các bạn xem, các bạn vui. Thì hỏi thiệt, các bạn có buồn không? Các bạn có ngán không? Các bạn có chán không? Nếu có thì để nghe biết, mốt nó tìm một cái hình thức khác. Một cái hình thức live stream để kêu gọi từ thiện khác. Còn nếu như các bạn mà cảm thấy là những cái buổi nói chuyện của Nghĩa với các bạn như thế này, nó cũng hay, nó cũng vui, nó cũng có ý nghĩa, thì Nghĩa vẫn sẽ tiếp tục giữ như vậy. Mỗi lần mà các bạn thấy cái livestream á, thì các bạn đều nhớ rằng ổng sắp sửa kêu gọi từ thiện nữa đây, chứ không gì hết trơn trọi á. Nói thiệt với các bạn là bởi vì công việc của Nghĩa nó rất là bận rộn. Còn nếu như mà Nghĩa không đi làm á, thì Nghĩa cũng ở nhà, Nghĩa học bài, rồi Nghĩa làm này làm điều làm cái kia. Ít khi nào mà có thời gian rảnh để mà nhiều khi gọi là mình ngồi mình tám, mình nói chuyện phím với nhau lắm. Cái đó là xin lỗi, nhưng mà Nghĩa thật sự là như vậy. Ít khi nào Nghĩa có thể mà Nghĩa lên livestream với mọi người để chỉ nói chuyện vu vơ, tám chuyện trên trời dưới đất, thì Nghĩa không có cái điều đó. Mỗi lần Nghĩa lên đây livestream với các bạn thì các bạn hãy nhớ rằng là ổng sắp sửa kêu gọi từ thiện. Ok, cho nên nếu các bạn mà cảm thấy không chán, các bạn thấy vẫn muốn tiếp tục đồng hành cùng với Nghĩa nữa đó, thì các bạn hãy bên cạnh Nghĩa nha. Bởi vì Nghĩa có rất là nhiều những cái dự án. Như hôm qua Nghĩa có chia sẻ một cái status, có nhiều cái điều mà Nghĩa đang trăn trở, Nghĩa đang ấp ủ lắm.
nhưng mà chưa chưa thực hiện được, cho nên là cũng chưa muốn công bố với các bạn làm gì. Người ta nói là nói trước bước hôm qua, đúng không? Nhưng mà có lẽ là Nghĩa cũng sẽ chia sẻ một phần nào với các bạn về điều đó, để các bạn có thể biết đâu lại gợi ra cho Nghĩa những cái ý tưởng hay, những cái ý tưởng mới thì sao, hoặc là biết đâu các bạn sẽ là những người hỗ trợ giúp đỡ Nghĩa đắc lực trong những cái công việc sắp tới thì sao, đúng không ạ? Cho nên là Nghĩa sẽ chia sẻ với các bạn về điều đó. Nhưng mà bây giờ thì khoan, chờ Nghĩa xíu, Nghĩa coi nãy giờ các bạn comment gì đây. Làm từ thiện thì không có gì là chán. Cho mọi người nghe. Rồi, cảm ơn Helen Vũ. Lâu lâu anh đàn cho tụi em nghe là đúng rồi đó. Cái đàn của anh bỏ ông gốc bữa giờ cũng lâu lắm rồi, từ trước Tết tới giờ đó không có thời gian đụng đến. Bữa nào lôi ra đàn lại. Thích nghe, thích ngắm anh Nghĩa. Cảm ơn em, niệm khúc cuối. Anh nói chuyện rất tốt, cảm ơn em. Rồi, nếu như vậy thì Nghĩa sẽ nói tiếp về một cái vấn đề nữa. Cái vấn đề nữa ở các bạn thì hiện nay bây giờ Nghĩa vẫn đang kêu gọi vận động cho cái việc mà xây đài Quan Âm ở tu viện Trúc Lâm Cà Mau đó. Mấy ngày nay thì các bạn cũng đã gửi về cho Nghĩa những cái khoản tiền từ nhỏ tới lớn, từ lớn tới nhỏ đủ hết. Nhưng mà như Nghĩa thường hay nói, bao nhiêu Nghĩa cũng quý, tùy vào khả năng của mỗi người chúng ta. Có những bạn gửi về có 100.000 hà, 100 mấy chục ngàn hà, nhưng mà Nghĩa vẫn rất là quý những cái đồng tiền đó. Bởi vì Nghĩa biết rằng để có được 100.000 hay 100 mấy chục ngàn như vậy, thì đối với những cái người mà có thu nhập ít, thì đó cũng là một cái khoản tiền dành dụm của họ. Có thể đó là một cái khoản tiền mà nhiều khi họ phải nhịn mấy bữa ăn sáng, mấy bữa gạo trong gia đình để họ giúp, họ góp vào cùng với mình. Cho nên đó là những cái điều mà Nghĩa luôn trân trọng. Các bạn đừng có ngại là các bạn gửi về cho Nghĩa ít tiền quá hay như thế nào đó nha. Không có đâu, 50 ngàn Nghĩa cũng quý, và thậm chí Nghĩa còn quý nhiều hơn nữa. Bởi vì biết rằng để có được cái khoản tiền ít ỏi đó gửi đến cho mình, thì những người khó khăn họ đã phải nhín ăn, nhín mặc, dành dụm ra sao để có được khoảng 50 ngàn, 100 ngàn đó mà gửi đi làm từ thiện. Hoặc là với những em bé làm gì có tiền, tiền quà sáng ba mẹ cho mỗi ngày 5-10 ngàn gì đó, rồi dành dụm lại một đống tiền lẻ, một cọc giấy nè, rồi gửi về cho chú Nghĩa đếm mờ mắt luôn, đếm mà mòn vân tay luôn. Đếm mờ mắt mòn vân tay, đếm tiền với đứa 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng, rồi đếm mỏi mắt, đếm khô nước miếng luôn mới được 50 ngàn. Nhưng mà phải nói thiệt là đó là những cái đồng tiền mà khi Nghĩa nhận, Nghĩa xúc động vô cùng. Bởi vì mình thấy với những em bé còn nhỏ mà các bé nó đã có lòng, nó phát tâm như vậy thì đó là một điều tuyệt vời. Mình tin chắc rằng sau này khi các bé nó lớn lên, các bé nó sẽ là những người có ích cho xã hội nè. Mình chưa biết là nó có thể trở thành một người thành công, giàu có hay không, nhưng mà ít ra những đứa bé đó khi lớn lên, khi trở thành một người lớn, một người trưởng thành, sẽ là một người biết chia sẻ và có trái tim yêu thương. Thì đó là cái điều mà Nghĩa cực kỳ quý, đặc biệt là với những cái bé nhỏ nhỏ mà cũng làm từ thiện đó, cũng gửi cho chú Nghĩa 50 ngàn, 100 ngàn, quý lắm. Rồi, thì cho nên là Nghĩa vẫn đang vận động cho cái việc mà xây đài Quan Âm cho tu Trúc Lâm Cà Mau á, thì các bạn hãy tiếp tục đóng góp ủng hộ cùng với Nghĩa nha. Và khi Nghĩa nhận đủ số tiền, Nghĩa sẽ bay ra Cà Mau để Nghĩa trao tận tay, trao trực tiếp cho thầy người đó. Bởi vì như các bạn đã thấy đó, hình ảnh mà Nghĩa chụp được tại tu viện Trúc Lâm Cà Mau á, thì mình thấy rằng tượng đài Quan Âm rất là đẹp, bức tượng đẹp cực kỳ luôn. Các bạn nhìn bên ngoài các bạn sẽ thấy đó là do một cái gia đình Phật tử ở bên Mỹ họ gửi về cúng dường. Cái đá đó giống như là đá hoa cương hay đá cẩm thạch, đá hoa cương mà là đá loại tốt đó các bạn. Khi mà nghĩ đến đó vào buổi chiều vẫn còn nắng, mặc dù nắng nó hiu hắt vàng thôi nhưng mà là vẫn còn nắng. Và khi ánh nắng chiếu vào trong cái bức tượng đó, các bạn tưởng tượng đi, cảm giác bức tượng đó như đang phát hào quang, những cái lấp lánh trong đá đó, những cái hoa văn, những cái ẩn bên trong của cái bức tượng đó nó lóe sáng lên y như là bức tượng phát hào quang, rất đẹp. Và thầy nói khi mà vào buổi sáng ban ngày, ví dụ như thế này nè, khi mà ánh nắng nó nhiều hơn á, thì cái bức tượng trên, đặc biệt là trên gương mặt của tượng á, giống như là phát ra một cái thứ ánh sáng màu xanh, do đá thôi, mình nói là do đá nó phát quang ra thôi, cho nên rất là đẹp. Và khi đại nghĩa nhìn thấy cái bức tượng, mình bị, trời ơi, mình bị hút hồn luôn. Trời ơi, sao mà đẹp quá.
cái gương mặt nhìn hiền từ và quan trọng là cái hồn, cái thần thái đó. Đó, quan trọng là thần thái. Câu mà bữa giờ các bạn trên Facebook hay nói đó, quan trọng là thần thái. Thì thần thái của bức tượng phải nói là tuyệt vời, không chê vào đâu được cả. Nhưng mà chỉ mình thấy hơi xót xa là bởi vì tượng thì đã có sẵn đẹp lồng lộng giữa trời, nhưng mà cái bệ, cái đài quan âm xung quanh á thì vẫn đang là xi măng cách gạch đá thôi, chứ chưa được hoàn thiện. Mà mình nghĩ nếu như cái đài quan âm mà được hoàn thiện á, nó sẽ là một cái chỗ để người ta đến đó, người ta lễ bái rất là đẹp. Bởi vì như cái hình mà Đại Nghĩa có chụp post lên á, là cái mô hình của thiền viện cũng như là cái mô hình của cái đài quan âm đó, cái mô hình của đài quan âm rất là lớn, rất là đẹp. Một cái tượng lớn ở giữa, xung quanh là một cái giống như là cái sảnh đó các bạn, một cái sảnh tròn bao bọc xung quanh, có những cái đường cầu thang lên xuống để cho Phật tử có thể đến đó và lễ bái cúng dường. Thì Nghĩa đang vận động cho cái điều này. Đến ngày hôm nay, nãy Nghĩa nhẩm tính á, là được khoảng 60 mấy triệu á, 60-70 triệu thì vẫn còn thiếu. Cho nên là Nghĩa vẫn tiếp tục vận động các bạn, đến khi nào đủ thì Nghĩa sẽ mang ra Cà Mau nha. Nghĩa mang ra Cà Mau, Nghĩa gửi trực tiếp cho thầy để thầy làm cái đài quan âm đó. Đó là cái điều mà Nghĩa muốn chia sẻ với các bạn nữa. Mong các bạn ghi nhớ và tiếp tục ủng hộ cho những cái kế hoạch mà Nghĩa và các bạn đang làm. Thứ nhất là cầu mình, về những cái cầu mình vẫn đang xây ở Cà Mau nè. Mình đang xây những căn nhà ở Sóc Trăng nè. Ngày 12 tháng 3 này nè, Nghĩa sẽ xuống Sóc Trăng để mà khánh thành một căn nhà nha các bạn. Rồi những căn nhà mình đang xây ở Cà Mau, ở Vĩnh Long, ở Bến Tre nữa. Nói chung là còn nhiều những công trình mà chúng ta đang thực hiện. Và hôm qua thì Nghĩa có gửi đi cho hai nhà thuốc từ thiện. Một nhà thuốc Phước Quang Tự ở Long An, một nhà thuốc ở Hoàng Mai, ở Đắk Lắk hay sao đó, ở đâu ta quên rồi. Đều là hai nhà thuốc từ thiện hết. Mỗi nhà thuốc là 5 triệu đồng. Cái cơ sở khám và chữa bệnh miễn phí hàng tháng, hàng ngày ấy, chứ bà con đến chữa bệnh khám bệnh rất là đông, cũng là thuốc nam thôi. Nhưng mà cái vấn đề là bởi vì là khám từ thiện cho nên là không có một cái nguồn vốn để duy trì. Và các thầy ở các nơi đó, các thầy chùa, các thầy ở trong chùa á, các thầy ở trong chùa đã phải đi vận động Phật tử rất là nhiều để có thể duy trì được nhà thuốc. Nhưng mà cũng có lúc là như muốn cầm cự không có được. Vì thế Nghĩa có nói rằng thôi, để cố gắng tài khoản An Vui của chúng ta mỗi tháng hỗ trợ cho hai nơi này là 5 triệu đồng để có thể phần nào giúp các thầy duy trì được nhà thuốc để chữa bệnh cho bà con. Đó là những cái điều mà Nghĩa chia sẻ với các bạn ngay. Đây, giờ trả lời câu hỏi đây. Những suy nghĩ rất sâu sắc mà không phải ai cũng hiểu được. Rất trân quý. Dạ, xin cảm ơn bạn Hoa Đáng. Lương Trọng chào anh Nghĩa, chào các bạn. Để chào các bạn đến sau nha. Chào chung. Cần Thơ không anh Nghĩa? Không có đi Cần Thơ. Làm sao em làm được nhiều việc ý nghĩa giống như anh Nghĩa nè? Thì bây giờ em cứ hãy làm từ những cái việc nhỏ nhặt nhất đi. Bạn Bảo Khanh nè. Mình cứ làm từ những việc nhỏ trước, là mình giúp đỡ những người xung quanh, giúp đỡ những người trong gia đình, những người hàng xóm hay là những người bạn bè của mình. Từ những cái việc nhỏ nhỏ đó rồi chúng ta sẽ có duyên để làm những việc lớn hơn thôi em nha. Đi coi tiếp đây, có câu hỏi nào không? Anh khỏe không? Anh khỏe. Anh ở đâu vậy ạ? Anh ở trong nhà. Em hay thấy Facebook có những hoàn cảnh rất khó khăn, anh Nghĩa có đi giúp không? Tùy vào cái hoàn cảnh nào mình có duyên với họ hay không. Chứ có nhiều người gửi về cho Đại Nghĩa những hoàn cảnh khó khăn lắm, nhưng mà không phải ai mình cũng giúp được. Bởi vì có thể là những hoàn cảnh ở quá xa, mình thì mình không thể nào đến tận nơi để mình giúp cho họ, mà mình lại không có bạn bè hay ekip nào của mình ở những cái địa phương đó để có thể thay mặt mình đến mà giúp đỡ. Cho nên là các bạn cũng thông cảm nha. Mình dĩ nhiên mình muốn giúp đỡ rất là nhiều người, nhưng thứ nhất là kinh phí có hạn. Tài khoản An Vui của chúng ta không phải là vô tận, không phải là cái túi thần kỳ Doraemon. Cho nên là giúp thì cũng phải mình những ai gọi là có duyên với mình. Mình có thể mình đến gặp gỡ trực tiếp họ, mình trao tận tay họ. Bởi vì đó là một cái sự mà cần thiết để làm cho mọi người tin tưởng vào những cái việc mà mình cùng làm. Chứ nếu như mà mình không có ai là người của mình, ekip của mình trợ lý cho mình, thì mình thật sự không có dám.
Nên những ai mà ở những địa phương xa mà có nhờ người giúp đỡ mà nghĩ không giúp được á thì cũng mong các bạn thông cảm ha. Gì đây? Em xin gửi thêm một phần nhỏ cho việc xây tượng đài Cần Thơ. Em ơi không phải Cần Thơ, em ơi Cà Mau. Trung Hoàng, em ơi Cà Mau em nha. Em xem kỹ lại trên Facebook giùm anh, Cà Mau chứ không phải Cần Thơ. Cho nên là nhiều khi em yêu quý người dân Cần Thơ, em muốn gửi cho người dân Cần Thơ, mà thiệt ra anh không có phải xây ở Cần Thơ mà anh đang giúp cho Cà Mau. Mạng kém quá. Ok. Biết sao bây giờ. Anh ở trong nhà nghe sắt xéo dễ sợ là sao? Trời ơi, tôi mà sắt xéo gì với ai trời. Tùy duyên giúp đỡ. Rồi đúng rồi. Hôm nay mới có duyên xem like của anh. Em cá voi xanh nè. Em cá voi xanh nè, hôm nay em mới có duyên xem live của anh hả em? Em đang bên kia trời lạnh lạnh, rất lạnh chứ phải không em? Anh ở đây nóng muốn điên đây nè. Đây, để nghe coi tiếp coi. Hình như anh Nghĩa dạo này ốm. Đúng rồi em ơi, dạo này anh rất ốm. Anh ăn kiêng suốt hơn một tháng nay, cho nên lúc này anh rất ốm. Anh rất mi nhon. Nói chung là anh đang trên đà tuyệt đẹp. Chú Nghĩa cho những rồi cảm ơn những lời khen tặng dành cho Nghĩa từ các bạn. Chào anh Nghĩa, chúc anh sức khỏe. Rồi cảm ơn. À, đó là những cái điều mà Đại Nghĩa muốn chia sẻ với các bạn trong buổi sáng hôm nay. À, những cái điều mà chúng ta đang làm. Còn như Nghĩa nói là về những cái dự định á, thì chắc có lẽ là chưa đâu, Nghĩa sẽ chưa nói, Nghĩa chưa công bố ra với các bạn đâu, để Nghĩa làm xong được một phần nào đó đi cái đã, thì Nghĩa sẽ công bố với các bạn. Nghĩa muốn rằng mình không phải giúp ở cái đầu ngọn nữa, mà mình sẽ giống như là mình sẽ làm chủ được cái việc làm này của mình. Giống như hiện nay, ví dụ như nói là ở những cái nhà thuốc đi, những cái nhà thuốc từ thiện, thì chúng ta chỉ có thể giúp họ bằng cách là chúng ta góp tiền, gửi tiền cho họ, gửi cho các thầy ở các nhà thuốc để các thầy đi mua thuốc. Và thuốc, mặc dù là thuốc nam, nhưng mà cũng phải được mua bằng tiền. Và cái số tiền đó thì mua ít thì không sao, một vài thang thì không sao, mua cả trăm cả ngàn thang để chữa bệnh cho bà con, thì cái số tiền đó nó không có nhỏ đúng không ạ? À? Nhưng mà nghĩ nghĩ tại sao bây giờ mình không tự trồng thuốc? Tại sao bây giờ mình không tự trồng những cái cây thuốc nam đó để làm một cái nguồn cho các nhà thuốc từ thiện? Có thể là mình sẽ không trồng được tất cả các loại dược liệu đâu. Mình chỉ có thể mình trồng được một số loại dược liệu nào đó thôi, một số loại căn bản thôi, chứ chưa dám nói là trồng đến những cái loại mà nó quý hiếm. Nhưng dù cho chỉ là một số loại căn bản thôi thì mình cũng đã bớt đi được phần nào cái chi phí rồi đúng không ạ? Thì Nghĩa đang nghĩ đến điều đó. Nghĩa đang nghĩ đến cái điều là tại sao mình không làm từ cái gốc như vậy mà mình cứ phải chạy theo cái ngọn, tức là mình cứ phải giúp đỡ bằng tiền bạc để cho các nơi đó duy trì cái nhà thuốc của mình. Mà tại sao bây giờ mình không làm ngay luôn cái việc là mình sẽ là người cung cấp thuốc cho họ? Thì đây là một cái ý tưởng em vừa mới lóe ra cách đây 2 ngày thôi, và Nghĩa đang dần dần và Nghĩa đang chuẩn bị thực hiện cái ý tưởng đó. Mình nghĩ tại vì Nghĩa cũng có quen với một vị thầy ở ở nhà thuốc mà Nghĩa có gửi đó. Cái gì tự nhiên nói bất tử quên rồi. Phước Long hả? Ở Long An, nhà thuốc Long An mà chúng ta giúp đỡ đó. Thì thầy cũng chính là người đi học về đông y, thầy cũng có bằng về đông y, cho nên là
Thầy cũng có nói sơ qua với Nghĩa về cái việc này, về tư vấn cho Nghĩa biết về những cái loại thuốc nam mà chúng ta có thể trồng được. Những cái loại thuốc căn bản á. Đầu tư đầu vào, đúng rồi các bạn. Nghĩa đang nghĩ đến điều đó. Sao ta? Giờ nói sao với các bạn bây giờ? Cái mà Nghĩa đang cần bây giờ là những kiến thức về đông y. Cái Nghĩa đang cần là những cái kiến thức về các loại thuốc nam. Bây giờ Nghĩa hoàn toàn Nghĩa không có, Nghĩa hoàn toàn Nghĩa không có kiến thức về cái điều đó. Mấy hôm nay Nghĩa có lên trên mạng Nghĩa tìm hiểu, lên trên mạng để xem qua về các loại thuốc nam, cách thức trồng như thế nào, để mình nhắm thử coi là cái sức mình có thể làm được đến đâu. Thì Nghĩa nói ví dụ bây giờ, Nghĩa không thể nào trồng được các loại mà nó quý hiếm, nó đắt tiền, nó lâu năm quá. Thì mình có thể mình sẽ trồng trước những cái loại nào đó nó đơn giản hơn, nó cơ bản á. Ví dụ như các loại thuốc mà trị cảm, cúm, nhức đầu, đau bụng, sổ mũi, nghẹt mũi, ăn không tiêu, tiêu chảy, táo bón, cái gì đó. Tức là những cái loại thuốc thông thường như vậy cho bà con. Bởi vì những ở vùng sâu, vùng xa thì có lẽ là bà con đa số cũng sẽ bị mắc những cái bệnh thông thường như thế. Và ví dụ họ đến nhà thuốc, họ hốt một thang, hai thang gì đó, họ mang về, họ sắc, họ uống là họ lành bệnh. Thì đó, Nghĩa đang muốn nhắm đến những cái điều đó, tức là những cái loại thuốc nam đơn giản cơ bản. Thì Nghĩa đang thiếu thông tin về tất cả những cái điều này, cũng như là Nghĩa sẽ đi tìm về cây giống. Nếu như bây giờ mình ươm hạt, Nghĩa có nói là bây giờ nếu mình tính á, Nghĩa tính là nếu mình ươm hạt á thì nó sẽ rất là lâu. Mình sẽ bỏ tiền ra mình đầu tư về mặt cây giống, mình trồng luôn cho nó nhanh để có thu hoạch. Thì đó là đây là cái ý tưởng ban đầu của Nghĩa, nhưng mà để từ cái ý tưởng này trở thành hiện thực nó là cả một quá trình nữa. Nghĩa sẽ mua đất. Nghĩa sẽ mua đất và hiện nay Nghĩa đang nhắm khoảng 2 sào đất. 2 sào đất là khoảng 2.000 mét vuông đó các bạn. Thì 2.000 mét vuông đất nông nghiệp để chúng ta có thể trồng trọt được. À, Nghĩa nói luôn, và dĩ nhiên cái này á, nếu mà Nghĩa mua đất thì Nghĩa sẽ không sử dụng đến tài khoản ăn vui các bạn nha. Tài khoản ăn vui của chúng ta là tài khoản để dùng những cái việc mà như chúng ta đang làm. Còn nếu như Nghĩa sẽ quyết định thực hiện cái ý tưởng này thì Nghĩa sẽ tự bỏ tiền túi của mình, bỏ tiền cá nhân của mình ra để thực hiện hoàn toàn. Nghĩa sẽ không động đến một bất cứ một đồng tiền nào của tài khoản ăn vui cả. Nói điều đó để chia sẻ với các bạn biết luôn. Nghĩa đang bắt đầu thực hiện cái điều này đó các bạn. Thì bởi vì cái điều này là một cái điều nó nằm ngoài cái kiến thức của mình, cho nên nó làm cho mình cũng rất là trăn trở. Phải như thế nào đây? Phải trồng những cái loại cây nào? Phải quy hoạch cái chỗ miếng đất đó của mình như thế nào? Rồi phải tìm cái người nào đó là người thay mình ở lại cái khu vực đó để mà chăm sóc chứ. Chứ mình đâu thể nào mình nói là mình cắm xuống đất mình trồng rồi mình đi luôn đâu. Phải có người chăm sóc, phải có người tưới bón, phải có người biết về cái việc đó. Cho nên đó là cái điều mà làm cho mình suy nghĩ suốt mấy ngày nay. Thí dụ mình phải biết là ở đâu bán những loại cái cây giống này. Mình đến tận nơi mình mua lại của họ, rồi mình vận chuyển, mình mang đến đất của mình. Rồi mình phải mướn thợ, những người làm vườn đó, những người biết về trồng cây, biết về cách trồng thuốc, thì họ sẽ giúp mình để mình gieo trồng. Rồi phải có người mình sẽ trả lương cho họ hay như thế nào đó để họ ở lại đó để mà chăm sóc cái vườn cây thuốc của mình. Thì phải như vậy mới được.
Và đó là cả một cái quá trình rất là dài, chứ nó không phải đơn giản là một ngày hai ngày mà xong được. Để xem coi các bạn có ý kiến gì nè. Thay vì anh trồng cây thuốc thì sao anh không tạo công việc cho những người dân vùng sâu vùng xa? Em ơi, để gọi là tạo công việc cho người dân vùng sâu vùng xa đâu có dễ em. Họ có khả năng gì, họ có chuyên môn gì, trình độ bằng cấp như thế nào, đó là cả một cái vấn đề. Và làm sao sức của anh có thể làm được cái điều đó? Anh có thể giúp đỡ cho một người nào đó, hai người nào đó, nếu như họ có một cái công việc ổn định rồi, nhưng mà bởi vì sau đó họ không tiếp tục được, anh có thể anh giúp cho họ một cái xe bán bánh mì, giúp cho họ một chiếc xe lôi, giúp cho họ một cái ghe để làm phương tiện mưu sinh. Nhưng mà bây giờ để gọi là giúp cho những người dân vùng sâu vùng xa có công ăn việc làm thì cái chuyện đó nằm ngoài khả năng của mình rồi, cho nên anh sẽ không làm được điều đó đâu. Cảm ơn ý kiến của em. Còn phụ thuộc vào thời tiết, đúng, anh có biết chính vì những cái điều khó khăn này cho nên là anh đang rất là trăn trở ở đây. Ở gần chỗ con cũng thấy người ta trồng thuốc nam. Chỗ con là ở đâu vậy An Khánh? An Khánh ơi, chỗ của con là ở đâu? Chúng ta có thể trồng cây đinh lăng. Đúng rồi, đinh lăng cũng là một trong những cái cây mà Nghĩa có dự định là sẽ trồng. Chị đăng ký ký trồng trọt cây thuốc khi em cần, không cần phúc lợi gì. Dạ nhẹ chị nhẹ Nguyễn. Dạ cảm ơn chị nhiều ạ. À, khi em bắt đầu em thực hiện thì có lẽ em sẽ một lần nữa kêu gọi nhờ sự giúp đỡ của mọi người về mặt kiến thức, về mặt chuyên môn. Dạ. Ý tưởng này nằm trong tầm tay. Hỏi sao trên YouTube không có được chương trình em chờ Nghĩa. Để Nghĩa coi coi các bạn có ý kiến gì hay không nha. Nhiều khi các bạn góp cho mình những ý kiến rất là hay. Cây thuốc cũng khó chăm, đúng rồi. Ý tưởng là đầu tư nguyên liệu là tốt. À, anh Nghĩa trồng ở đâu hả? Anh đang định ở Long Khánh. Anh đang định ở Long Khánh. Nếu anh muốn làm, em sẽ để đất cho anh trồng hả? Hồ Thị Mỹ Dung. Hồ Thị Mỹ Dung, Mỹ Dung, em ở đâu ạ? À? Mỹ Dung em ở đâu? Mỹ Dung, chị có ý gì đó? Đạo Thức Phật Di Lặc. Người ta mua đất xây nhà, còn anh mua đất ở trồng thuốc. Ok, tại vì anh có nhà rồi em. Đơn giản là anh có nhà rồi. Anh đang ở trong nhà của mình đây, anh đang ở trong một căn hộ của mình đây, cho nên là anh có cái ý tưởng này. Biết là khó đó, nhưng mà đó thì chính vì vậy Nghĩa mới nhờ mọi người cũng tư vấn xem như thế nào, và Nghĩa cũng sẽ hỏi thăm những cái người quen của Nghĩa làm về nghề thuốc để có thể có một cái sự lựa chọn nó đúng đắn. Thấy lòng càng thêm trăn trở. Đúng rồi em ơi. Làm mới được làm phước, chúc Đại Nghĩa làm được nhiều phước thiện. Dạ cảm ơn ạ. Ở gần nhà con có chỗ trồng thuốc nam. Hello chú, anh có gì inbox em nha. Mỹ Dung, ok em, để anh inbox cho em. Nhưng mà trước tiên là anh cảm ơn Mỹ Dung nè. Trước tiên là anh cảm ơn em về cái việc mà em hứa em muốn sẽ cùng anh làm cái việc này, là anh cảm ơn em về điều đó. Nhưng mà cái thứ hai anh nghĩ là anh vẫn sẽ thực hiện cái điều mà anh vừa mới chia sẻ với mọi người, trên một mảnh đất mà do chính anh mua. Bởi vì anh nghĩ rằng nếu như mà mình làm cùng làm như vậy á, nó sẽ càng được nhiều hơn. Bởi vì ví dụ anh mua được một miếng đất như đó đi, hai sào, thì anh cũng chỉ có thể làm trong phạm vi như đó. Còn nếu như anh được thêm sự hỗ trợ của em nữa,
thì anh em chúng ta sẽ cùng làm được nhiều hơn. Đó. Thì anh vẫn sẽ ghi nhận cái điều em vừa mới chia sẻ, cái gợi ý của em. Nhưng mà nếu như mà anh thực hiện được cái dự án này á, thì anh vẫn sẽ thực hiện trên cái mảnh đất mà anh sẽ lựa chọn. Cảm ơn Mỹ Dung nha, rồi anh sẽ inbox cho em. Chú có thấy gì không? Em dậy. Ở đây thời tiết khá ổn, anh cần cây gì thì nói em tìm nha. Thảo Nguyên ở đâu em? Thảo Nguyên. Anh sẽ chọn ở Long Khánh á. Anh sẽ chọn ở Long Khánh. Tại vì ở Long Khánh thì đất đai thổ nhưỡng cũng tốt, trồng cây cũng tốt. Với lại cái chỗ mình lựa chọn, cái miếng đất mình lựa chọn nằm kế một ngôi chùa. Nằm kế một ngôi chùa luôn. Cho nên đó là cái điều mà anh cảm thấy rất là phù hợp. Em có miếng đất ở Củ Chi, cho anh nghỉ mượn 10 năm để trồng cây thuốc nam, anh nghĩ sao? Wow, tuyệt vời. Làm anh bị xúc động luôn á. Ở Củ Chi. Ok. Anh sẽ cũng sẽ liên lạc với em. Ô trời ơi, em để tên tiếng Hàn Quốc, anh không biết của em là cái gì. Em để tên tiếng Hàn Quốc. Cây lược vàng nữa đại nghĩa. Dạ, cây lược vàng. Dạ, thì trồng cây gì thì sẽ từ từ tính. Chứ giờ con chưa biết. Mùi đạo đức như hoa thơm, tiền bạc có sự sánh bằng. Anh em đã xuất hiện rồi kìa, sau lưng anh. À, anh Ken đó hả? Cây đinh lăng dễ trồng mà anh, nhà em. Ừ, đinh lăng là một trong những cây mà anh đã nghĩ đến đầu tiên khi anh thực hiện cái dự án này. Trồng nhiều thuốc nam, rồi đề nghị có làm phòng thuốc nam từ thiện không? Ồ, nãy Nghĩa có chia sẻ rồi ạ. À. Nghĩa đang muốn làm cái dự án này trồng thuốc nam để Nghĩa sẽ cung cấp cho các phòng thuốc nam từ thiện. Thay vì bây giờ mình cứ phải giúp họ tiền để họ đi mua thuốc, thì tại sao bây giờ mình không giúp họ thuốc luôn? Đó là cái điều mà Nghĩa nghĩ. Như Nghĩa nói ví dụ như là bây giờ mỗi tháng trước tiên là tài khoản An Vui sẽ hỗ trợ cho hai phòng thuốc. Một cái là Phước Quang Tự, một cái là Hoàng Mai. Hai nhà thuốc từ thiện này do các thầy ở chùa đứng ra làm, thì bây giờ khó khăn quá đi, bởi vì bà con tới hốt thuốc, bà con nghèo không à, người ta đâu có tiền đâu để mà đóng góp, mà nếu đóng góp cũng không có đủ người 10.000 15.000 thì làm sao mà đủ để duy trì một cái phòng thuốc khi mà hàng ngày có tới cả chục cả trăm bệnh nhân tới. Cho nên là Nghĩa mới giúp cho phòng thuốc là mỗi một tháng mỗi phòng như vậy là 5 triệu đồng. Nhưng mà rồi mình lại nghĩ tại sao mình không giúp cho họ luôn ở cái khâu là thuốc luôn, thay vì bây giờ mình cứ phải giúp tiền để cho họ duy trì như vậy, thì bây giờ mình trồng luôn thuốc để mình giúp cho các phòng thuốc đó, thì đó là cái điều mà Nghĩa nghĩ rằng nó chắc chắn hơn. Thì đây là cái ý tưởng mà Nghĩa đang bắt đầu thực hiện. Nghĩa đang hỏi mua đất ở dưới Long Khánh để có thể thực hiện ý tưởng này của mình. Đó là cái bước đầu tiên. Và sau khi Nghĩa mua được đất rồi thì lúc đó sẽ bắt đầu đi tìm cây giống, rồi tìm người biết về thuốc để có thể giúp mình, hỗ trợ mình trong cái việc là vun trồng rồi chăm bón nó ra làm sao, thu hoạch nó như thế nào nữa. Còn cái việc mà khi mình đã có được kết quả rồi thì thu hoạch là chuyện dễ dàng, và mình sẽ gửi đến cho tất cả những cái phòng thuốc mà mình đang hỗ trợ những cái loại cây thuốc thông thường thôi. Nhưng mà Nghĩa cũng có ý định là trồng sâm nữa đó các bạn. Tức là mình sẽ chia khoảnh đất của mình ra, ở những khu vực nào trồng cây ngắn ngày, ở những khu vực nào trồng những cái loại dài ngày. Ví dụ như khu vực này trồng những cái loại cây lá cỏ chừng 1 2 tháng năm gì đó, ở cái khu vực kia trồng những cái loại cây mà đòi hỏi thời gian lâu hơn. Đó, rồi những khu vực khác trồng sâm. Đó, đó là cái điều mà Nghĩa dự tính luôn á. Mình sẽ trồng sâm, ví dụ cái khu này trồng sâm thì được, mình cứ gieo trồng với nhau, mình cứ gieo trồng sâm suốt. Thế rồi dụ 2 năm thì mình đánh dấu 2 năm, 3 năm mình đánh dấu 3 năm. Đó, đó là cái ý tưởng về lâu về dài mà Nghĩa đang muốn thực hiện. Sâm thì bây giờ nếu như là những người có tiền á, họ mua vài củ sâm vài triệu đồng là chuyện hết sức bình thường.
để bồi bổ. Nhưng mà với những người nghèo thì tiền đâu ra? Tiền đâu ra để gọi là mua sắm? Rồi trong các thang thuốc thì các vị lương y, các thầy cũng thỉnh thoảng phải hốt cái vị nhân sâm để cho người bệnh bồi bổ. Thì tiền đâu ra để các nhà thuốc từ thiện của chúng ta có thể mua được sâm mà phát cho bà con nghèo không không như vậy? Thì thế cho nên Nghĩa mới có ý định làm cái điều này. Mình sẽ thực hiện điều đó. Chỉ cần là bây giờ Nghĩa có được những người hỗ trợ mình về mặt kiến thức. Mình không có kiến thức về đông y, không có kiến thức về thuốc nam, cho nên mình hoàn toàn mù mịt. Nhưng mà nếu như có các bạn ai am hiểu thì giúp đỡ Nghĩa trong cái khoản này thì rất là tốt. Còn về cái việc như mà Nghĩa nói là những cái chuyện như là kinh phí để mua đất hay kinh phí để mua cây giống, kinh phí để tìm người chăm sóc, thì cái đó Nghĩa xin một mình Nghĩa đứng ra cái lo liệu được. Nghĩa cũng sẽ không đụng đến tài khoản An Vui, cái đó là một mình Nghĩa sẽ đứng ra làm, mà Nghĩa chỉ cần các bạn giúp Nghĩa về mặt kiến thức thôi. Cảm ơn các bạn nha. Ông em có cuốn sách về các loại cây của thần y Hòa Đạo, wow, VT Nguyễn, em có thể photo cho anh được không? Nếu như được, em có thể em photo cho anh để anh xem, anh tìm hiểu nhá. VT Nguyễn, Thanh Phương, bạn Ken mới bình lặng. Đâu mà bình lặng, nó đang cắn giò cắn cẳng anh dưới đây đây nè. Đây nè. Nó đang cắn giò anh dưới này nè. Cho con cùng thấy mấy chú Phật thực làm từ thiện. Anh có thể tìm những người lớn tuổi hay làm công quả trong chùa có thể họ giúp được mình. Ok em. Phối hợp với phòng thuốc nam. Tranh đẹp quá người ơi. Trước ngày xưa ông ngoại em cũng là thầy thuốc. Ok thôi các bạn ơi, bây giờ thế này, đó là những cái điều mà ngày hôm nay em muốn chia sẻ với các bạn. Dĩ nhiên chúng ta sẽ còn rất nhiều điều mà chúng ta cần phải làm, từ những công việc mà chúng ta đã và đang làm cho đến cái dự án sắp tới này mà Nghĩa vừa mới chia sẻ với các bạn. Nói là không muốn chia sẻ, muốn giữ bí mật một tí, nhưng mà rồi cuối cùng cũng phải nói. Là bởi vì đó là cái điều mà Nghĩa trăn trở suốt mấy bữa nay. Nghĩa cũng muốn chia sẻ với mọi người để coi mọi người có những ý tưởng nào giúp Nghĩa hay không. Cảm ơn tất cả những ý tưởng mà các bạn đã gửi đến cho Nghĩa, cũng như cảm ơn những cái lời gợi ý cùng hợp tác làm việc với Nghĩa. Nghĩa sẽ liên lạc với các bạn, hoặc là các bạn cứ inbox lại cho Nghĩa đi nha. Những cái bạn nào mà nãy nói là muốn cùng với Nghĩa làm về cái việc này á thì inbox lại cho Nghĩa để Nghĩa sẽ dễ nhớ và Nghĩa liên hệ với các bạn nó dễ dàng hơn nha. Thôi còn bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta cũng phải tạm biệt nhau tại đây. Cảm ơn các bạn về cái buổi hôm nay đã lắng nghe Nghĩa chia sẻ về rất nhiều điều, và hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ những cái điều mà Đại Nghĩa và mọi người cũng như là các bạn đang làm nha. Hưng Châu Tự ở Châu Đốc là cái điều mà Đại Nghĩa chia sẻ đầu tiên, muốn hỗ trợ cho ba vị lương y đi học á, thì các bạn có thể đến tận nơi nếu như ở gần quanh khu vực đó, hoặc các bạn có thể liên hệ với lương y Tuyết Hồng. Nghĩa xin được phép đọc lại số điện thoại một lần nữa trước khi chia tay nè. Cô Tuyết Hồng 0919 56 387, 0919 156387, xin được phép đọc lại nha. 0919 156387, lương y Tuyết Hồng. Các bạn hãy liên hệ với cô để các bạn giúp đỡ trực tiếp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cái điều thứ hai là việc xây đài Quan Âm ở tu viện Trúc Lâm ở Cà Mau á, Thiền viện Trúc Lâm Cà Mau á, thì các bạn cứ gửi trực tiếp về cho Nghĩa nha. Theo số tài khoản mà Nghĩa có để trên Facebook á. Ui da, đau quá Ken ơi. Ken nó cắn chân. Ken hư quá. Cái thứ ba nữa là về cái dự án mà Nghĩa vừa mới chia sẻ với các bạn trồng thuốc, thì chúng ta cứ tiếp tục cùng nhau từ từ mà làm. Cái này thì chắc chắn ui da, không thể nào mà trong một ngày một bữa mà mình xong được. Nhưng mà nếu như có sự hợp tác của mọi người, sự giúp đỡ của mọi người, thì Nghĩa tin chắc là chúng ta sẽ cùng nhau làm được cái điều ý nghĩa này nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe buổi chia sẻ hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào. Ken đâu? Lên đây chào mọi người nè. Ai, bé Ken, chào mọi người nha, chào các cô, các chú nha. Mặt tươi ghê không? Cái mặt này mùng 1 đi chúc Tết là hên may mắn nguyên năm nè. Bé Ken, chào các cô, các chú. Bye bye. Ok, con nhìn nè, con nhìn mọi người nè, con nhìn mấy cô chú nè. Đó, bye bye.